Phật nói chúc mừng năm mới ông nội. Nói ông nội là nói và nói con chúc ông nội được sống lâu trăm tuổi. Trăm tuổi quanh hai đất kia đó. Chúc is wish. Ông nội sống is live 100 years, 100 năm. Ông nội chúc cho con được mau lớn, học giỏi. Nghe không? Nghe lời ba má nghe không? Mai mốt lớn lên đi làm có tiền nghe không? Giờ ông nội cho con thích thì đào. Con phải ba, con. Ok, chị trẻ đâu? Xin lỗi. Đi ngủ rồi. Trẻ ngủ ok. Chưa thức dậy. Chưa thức dậy. Trẻ thức dậy rồi.